Xin chào các bạn, tôi là Tuấn Hoàng, chuyên gia đầu tư của ATC Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ trình bày đến quý vị nhà đầu tư về các nhiệm vụ của tổ chức kinh doanh chứng khoán. Tổ chức kinh doanh chứng khoán thực tế ở đây chính là các công ty chứng khoán, và các công ty chứng khoán có nhiệm vụ là làm thuận tiện hơn việc giao dịch giữa người mua và người bán nhanh bán được hàng hơn và người mua cũng thuận tiện hơn trong việc mà mua hàng hóa trên thị trường. Các nhiệm vụ của các tổ chức kinh doanh chứng khoán là gì? Thứ nhất, họ có nhiệm vụ môi giới, nhiệm vụ bảo lãnh phát hành, nhiệm vụ tư vấn đầu tư và nhiệm vụ kiểu quản lý quỹ. Ngoài ra còn hai nhiệm vụ nữa, đó chính là nghiệp vụ margin và tự doanh. Thì đây là những nhiệm vụ mà nhà đầu tư sẽ hay phải làm việc với các công ty chứng khoán. Với nghiệp vụ môi giới, nghiệp vụ môi giới là nhà đầu tư sẽ đặt lệnh thông qua tổ chức kinh doanh chứng khoán. Và tổ chức kinh doanh chứng khoán thực tế ở đây chính là các công ty chứng khoán. Họ chỉ làm đơn giản một nhiệm vụ trung gian, đó là chuyển lệnh đó sang cho sở giao dịch chứng khoán. Khi lệnh đó được khớp hoặc hủy thì sở giao dịch chứng khoán sẽ gửi lại trạng thái lệnh, à lệnh của anh đã được khớp rồi, và sau đó sẽ thông báo lại cho nhà đầu tư. Sau đó sẽ một quá trình giữa thanh toán và bù trừ về bảo lãnh phát hành. Bảo lãnh phát hành thì sẽ phục vụ chủ yếu cho nhà đầu tư doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp muốn huy động vốn thì doanh nghiệp huy động vốn sẽ thông qua tổ chức kinh doanh chứng khoán, và tổ chức kinh doanh chứng khoán sẽ cố gắng để bảo lãnh cho doanh nghiệp, phát hành vốn cho các nhà đầu tư. Việc bảo lãnh có thể thông qua một số các biện pháp như là bảo lãnh cố gắng cao nhất, bảo lãnh cam kết chắc chắn, ví dụ vậy. Và trong phần bảo lãnh thì chúng ta đã nói trong một buổi trước đó. Và nhà đầu tư sau khi nhà đầu tư mua thì nhà đầu tư sẽ chuyển tiền, và tiền đó sẽ được chuyển lại cho doanh nghiệp. Đó là nhiệm vụ bảo lãnh phát hành. Nhiệm vụ tư vấn đầu tư. Nhiệm vụ tư vấn đầu tư là nghiệp vụ mà công ty chứng khoán sẽ thực hiện phân tích, đưa ra quan điểm khuyến nghị mua bán. Và nhà đầu tư sẽ nhận được các báo cáo khuyến nghị này để ra quyết định. Đó chính là nghiệp vụ tư vấn đầu tư. Thì hầu hết hiện tại trên thị trường thì báo cáo phân tích này là các công ty chứng khoán sẽ đưa phát hành các báo cáo phân tích miễn phí cho các nhà đầu tư. Và trên thị trường hiện tại chưa có công ty nào làm báo cáo phân tích độc lập. Và ATFIN sẽ là một công ty thực hiện báo cáo phân tích độc lập để gửi cho quý vị nhà đầu tư ạ. Quản lý quỹ. Nghiệp vụ quản lý quỹ là nghiệp vụ mà trước đây thì nó sẽ nằm luôn trong các công ty chứng khoán. Nhưng sau đó vì mâu thuẫn lợi ích, vì có sự mâu thuẫn lợi ích giữa công ty quản lý quỹ và công ty chứng khoán, nên sở giao dịch chứng khoán đã yêu cầu tách riêng ra hai nghiệp vụ này, quản lý quỹ riêng và công ty tổ chức kinh doanh chứng khoán riêng. Và hai nghiệp vụ của công ty quản lý quỹ là quản lý riêng trên tài khoản khách hàng, tức là khách hàng sẽ đứng tên riêng của mình và công ty quản lý quỹ chỉ việc đầu tư trên cái tài khoản đó. Và thứ hai là quản lý chung. Quản lý chung tức là nhiều nhà đầu tư cùng cho vào một quỹ, ví dụ quỹ mở chẳng hạn, và sau đó công ty quản lý quỹ sẽ lấy toàn bộ số tiền đó đi đầu tư và phân chia lại cho các nhà đầu tư theo cái tỷ lệ phân bổ vốn. Trong trường hợp đó thì công ty quản lý quỹ và nhà đầu tư sẽ cùng ký kết một hợp đồng và sau đó sẽ thực hiện hợp đồng. Và khi đến khi kết thúc hợp đồng thì sẽ phân chia lại phí cho quản lý quỹ và lãi lỗ hoặc quay lại cho nhà đầu tư. Vâng ạ, hôm nay Tuấn đã trình bày đến quý vị nhà đầu tư các nghiệp vụ trong tổ chức kinh doanh chứng khoán. Hẹn gặp lại quý vị nhà đầu tư trong một buổi tiếp theo.